À, vâng, thì xin kính chào bác đã trở lại với Nghĩa Thơm Audio. Một dòng sản phẩm ở trong khoảng thời gian vừa rồi thì liên tục hết hàng đã cập bến tại Nghĩa Thơm Audio để tiếp tục phục vụ các bác yêu âm thanh. Một dòng sản phẩm, một cái mẫu máy nâng tiếng chính hãng đến từ nhà DB Acoustic với mã là DAC5S các bác nhá. Và ngày hôm nay bên em lại tiếp tục về và phục vụ các bác yêu âm thanh các bác nhá. Và bác nào đã lỡ trong cái dịp vừa rồi thì hãy liên hệ ngay tới bên em, ngay tới Nghĩa Thơm Audio với số điện thoại là 0912669059 các bác nhá. Thực sự là rất là ái ngại khi lỡ hẹn với các bác những cái sản phẩm thanh chất lượng như thế này, những dòng sản phẩm chất lượng đến từ DB Acoustic này. Và trong clip ngày hôm nay thì em xin thông báo với các bác là cái mẫu máy nâng tiếng DAC5S đã cập bến tại Nghĩa Thơm Audio. Và lần này cho các bác thâu lựa chọn không phải là một màu đen màu cơ bản trước, mà trong lần này ngày hôm nay về thì em sẽ về hai màu, tiếp tục về thêm một cái màu xám bạc này nữa các bác nhá, màu trắng bạc này nữa và một cái màu đen như những clip trước em đã giới thiệu đến các bác rồi. Một cái dòng máy nâng tiếng chính hãng đến từ nhà DB Acoustic cho ra chất âm rất hay, rất là tuyệt vời, đặc biệt là tích hợp nhiều công nghệ hay ho bên cái mẫu máy nâng tiếng này các bác nhá. Tích hợp sẵn bên trong thiết kế nhỏ gọn này một cái đầu giải mã DAC với cái cho ra chất âm rất hay, chất nhạc cực kỳ là chi tiết, đa đường kết nối cho bác tha hồ lựa chọn Bluetooth, cổng quang optical hay những cái đường AUX các bác nhá. Rất nhiều những đường lựa chọn, một cái sản phẩm chính hãng đến từ DB Acoustic, căn chỉnh rất là chuyên sâu các bác nhá. Và lần ngày hôm nay thì em đã về hai màu, và một cái mẫu máy nâng tiếng màu đen và một cái mẫu màu trắng bạc như thế này để cho bác theo những sở thích hoặc là ghép nối sao cho phù hợp với cái tông của cái dàn âm thanh nhà mình các bác nhá. Một cái dòng máy nâng tiếng rất hay, rất là chất lượng đến từ nhà DB Acoustic. Em đã lên và giới thiệu ghép rất nhiều những clip để cho bác cùng trải nghiệm cái chất âm rồi. Và ngày hôm nay thì em cũng chỉ giới thiệu và thông báo với các bác là hàng về rồi, và cho bác cùng cảm nhận một đoạn nhạc cực kỳ hay, cực kỳ chất lượng đến từ cái mẫu máy nâng tiếng DAC5S này các bác nhá. Và vâng, thì để cho bác cảm nhận cái chất nhạc, cái chất âm của mẫu máy nâng tiếng DAC5S chính hãng đến từ nhà DB Acoustic này thì không thể bỏ qua những cái sản phẩm rất chất lượng cũng đến từ thương hiệu âm thanh DB Acoustic. Đầu tiên là phải kể đến cái dòng loa EV12 mà em đã giới thiệu với các bác trong một clip gần nhất gần đây. Một cái dòng loa chất âm rất là hay, thiết kế cực kỳ là đẹp các bạn, chất âm rất tuyệt vời. Và tiếp theo đó, không thể bỏ qua cái nhân vật chính trong cái clip ngày hôm nay là cái mẫu máy nâng tiếng DAC5S chính hãng đến từ DB Acoustic các bạn. Đấy, một cái dòng máy nâng tiếng tích hợp cực kỳ nhiều công nghệ và một em vang cơ lai số quốc dân của nhà DB mà ai cũng có thể chơi, mà ai cũng có thể chỉnh, mà cứ chỉnh là hát sẽ hay các bác nhá. Chỉnh sơ qua thôi là hát đã rất là hay rồi. Một dòng vang cơ lai số với mã là KM330 Pro Eco gì vọt cực kỳ hay, cực kỳ là tuyệt vời. Với màn hình LCD rất là lớn hiển thị những cái tín hiệu âm thanh, những cái thông báo phần trăm căn chỉnh trên này cực kỳ dễ dàng cho bác căn chỉnh các bác nhá. Một dòng vang cơ lai số rất hay của DB Acoustic. Và đẩy thì em sử dụng một con đẩy 2 kênh với mã là B2500 chính hãng đến từ nhà DB Acoustic với công suất là 500W trên 1 kênh. Công suất cực kỳ lớn, bác nào chơi những đôi full 30 hay là chơi đôi 25 cực kỳ là tuyệt vời và dư sức. Và em sử dụng một con trầm cũng đến từ DB Acoustic với mã là SVK12B của dòng súp điện bass 30, sử dụng từ kép tiếng bass rất là sâu và mềm tiếng các bạn. Các bác chơi những cái thể loại bolero hay là nhạc remix, nhạc EDM mạnh rất là ok các bác nhá. Và bây giờ em sẽ cho to nhạc lên và cho bác cùng cảm nhận cái chất âm của dòng sản phẩm máy nâng tiếng DB Acoustic DAC5S này các bác nhá.
Và vâng, thì vừa rồi em đã cho bác cùng cảm nhận cái chất âm của dòng máy nâng tiếng DAC-5S, chính hãng đến từ nhà DB-Acoustic này các bác nha. Cái sản phẩm cực kỳ là hot đã cập bến tại Nghĩa Thơm Audio. Bác nào đang quan tâm đến mức giá của sản phẩm, đặc biệt là mức giá tốt nhất, thì hãy liên hệ ngay tới bên em với số điện thoại 0912 69059 các bác nha. Và thời lượng clip của bên em cũng xin phép tạm dừng tại đây. Bác nào đang theo dõi clip này thì đừng quên để lại một like và một đăng ký kênh để ủng hộ Nghĩa Thơm Audio, giới thiệu và đem đến gia đình nhà các bác những sản phẩm thanh tốt và chất lượng như thế này các bác nhá. Một lần nữa thì xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip lần sau.